hàng loạt các giáo viên xài bằng giả. Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa cho thôi việc 28 giáo viên tại 15 trường mầm non do có hành vi sử dụng bằng cấp giả. Theo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 1 gửi cho Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch, trong 436 giáo viên được kiểm tra tại các trường mầm non, qua xác minh hồ sơ gốc tại nơi cấp bằng cho 413 người, nhà chức trách đã phát hiện 28 trường hợp dùng bằng giả, 23 người còn lại đang được xác minh. Những giáo viên sử dụng bằng cấp giả thừa nhận đã mua bằng cấp với giá từ 1 triệu đến 12 triệu đồng của những người ở thành phố Đồng Hới.